là mình mua kiếm cái quạt này không có anh em. Giờ mình xử lý mình đó không có thì mình gác vô đỡ, thì mình nhờ ông anh đi mua giùm cho mình. Rồi lần sau rồi ông anh mua với chợ Nhật Thảo á, có thì mình thay vô. Ôi trời, nó con rồi nó nói. Ủa đóng lớp lớp vậy sao mà nó thổi ra trời. Anh thấy không? Đây chi nó thổi nó có nổi nè, các anh em thấy cái bụi đóng lớp lớp gì nè. Rồi. Đóng quá trời đóng. Cái đó nó sao mà nó thổi nổi, nóng bụi. Nóng bụi ở đây nè, nóng đầy nhét ngay hết. Okay, giờ mình sẽ nối cái dây lại. Đó, câu cái dây ra ngoài là đúng rồi, nó nằm ở đây nè. Câu cái dây ra ngoài để cho nó mình cắm, khi mình cắm cái điện lên á là nó quạt nó quay sẵn luôn, khỏi cần khởi động máy. Giờ mình hiểu được cái này là mai mốt nó nóng máy lên, nó nóng lên là mình nó không ai đứng lên, nó mình mở nắp ra, mình lấy cái quạt ra, mình thổi sạch sẽ cái đường thông gió ra là ok ha. Rồi mình ghim nó lại. Đó, ghim nó lại, nhét nó vô. Rồi thử cho nó chạy ha, là tốt không ha. Để thử điện rồi cắm vô nó nổ cái đục mà chết cha luôn. Trước khi mình cắm điện mình phải hiểu một chút lý của nó nha các anh em. Mình bỏ cục pin vô nha ha, chứ mình để nó đi trực tiếp là thôi à. Rồi bỏ cục pin vô rồi cắm điện ha. Quay nha bà con. Rồi lại nó quay ha. Đó, mát rượi luôn. Mát rượi luôn bà con. Ok. Kết luận là cái quạt này á là nó bị nghẹt ở cái đường thông gió ở đây ha. Nghẹt cái đường thông gió ở đây nên là mình mua không có, lại thôi mua có lại tốn tiền mua cái quạt mới rồi, nó đang hoạt động bình thường mà. Chẳng qua là nó bị bít cái chỗ này là nó ra hơi không ra gió không được thôi, nó mới nóng cái máy. Ok ha, giờ mình bắt nó vô. Rồi xong mình cho khởi động máy xài. Đây có hai con ngắn một con dài nha bà con.
nâng nâng cấp lên, mình sẽ treo tới mười mấy tháp. Rồi bây giờ đó, nó bị nghẹt á, nó không thổi hơi, nóng máy á, nó treo chỉ có 5-6 tháp là đã đứng, mà tới cái tối là chỉ có một tháp là cũng đứng luôn. Mình tắt điện đi, tắt điện đi để bắt công rút ra đi. Chỗ này nãy mình bắt lóc, lóc này á, bây giờ dặn nó không vô ta. Không tới bà con ơi. Con dài này nó chấm giữa. Không chỗ con nhỏ này nó ở đâu, đây đây con nhỏ nằm bên hông đây, không chỗ cái ổ đĩa rồi. Ok, hỏi sạch sẽ cái đống này. Đây, cái con dài có lò xo dính giữa nè bà con. Đây, chuyển qua sửa laptop luôn nha. Giữa chưa mở ngồi chạy. Không có cái ngàn. Ok. Con vợ nào với con vợ mình đó bà con, bắt thằng lao nhà nè. Ở đâu cái con ốc rồi ta? Ok, bây giờ quay trình sửa một cái laptop. Xong rồi nha, xong nha anh chị em. Ok, giờ ấm lên đây, tự động rồi. Đây nha, ấm rồi, bên đây lộn chỗ. Rồi, quạt rất là mát. Quá mát luôn bà con. À, quá mát luôn. Ok, em vô, xài tiếp. Đây nha.